Phần 2. Quy trình hoạt động. Nguyên lý hoạt động cơ bản của tủ ATS là theo dõi các nguồn điện và chuyển tín hiệu khởi động đến máy phát điện nếu nguồn điện xảy ra sự cố. ATS sẽ theo dõi tình trạng hoạt động của nguồn điện chính và cung cấp điện dự phòng khi nguồn điện chính bị một số lỗi như mất pha, thấp áp, tần số trên dưới mức cho phép, mất trung tính, mất điện hoàn toàn. Lúc này, ATS sẽ có những nhiệm vụ. Đầu tiên, ngắt cung cấp nguồn điện lưới cho phụ tải, kích hoạt hệ thống máy phát điện dự phòng. Tính thời gian chuẩn để đóng nguồn điện cung cấp từ máy vào từng khu phụ tải một cách tuần tự. Duy trì hoạt động ổn định của máy phát điện. Khi có điện lưới trở lại trong tình trạng ổn định, nhiệm vụ của hệ thống ATS lúc này lại khác, đó là ngưng nguồn cung cấp điện từ máy phát vào phụ tải, sau đó đóng nguồn điện từ điện lưới vào tải, điều khiển dừng cho máy phát điện sau một thời gian vận hành chạy không tải.